Thì hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều các loại omega, như là omega của Nga này, omega của Mỹ. Các hãng khác nhau thì nổi trội có cái dòng sản phẩm là omega của Natumed Fish Oil 1200 mg. Thì hôm nay em sẽ làm review cho mọi người chi tiết về cái sản phẩm này để mọi người biết và lựa chọn. Mọi người biết rằng ấy, cuộc sống căng thẳng, áp lực khiến cho nhiều người bị đột quỵ. Để đề phòng bệnh tim mạch, tăng cường sức khỏe thì sản phẩm này không thể bỏ qua. Đó là sản phẩm Omega 3 Fish Oil hãng Natumed của Mỹ. Thì đầu tiên thì em chia sẻ là sản phẩm này có xuất xứ từ đâu. Nó là một trong những hãng rất là nổi tiếng ở Mỹ về các thực phẩm chức năng như là Omega này, vitamin E và một số dòng sản phẩm khác. Sản phẩm này thì được biết đến với công dụng tốt cho tim mạch và sáng mắt. Em sẽ chia sẻ chi tiết cho mọi người ở phần sau. Đây là những cái thông tin cơ bản về sản phẩm Omega 3 Fish Oil của Natumed. Thì em để gần lại để cho mọi người cùng xem chi tiết. Đây là mẫu mới nhất của hãng. Trước kia thì có mẫu cũ và bây giờ được thay đổi bằng mẫu mới. Mọi người cùng nhìn chi tiết. Ở đây có ghi những thông tin về thành phần của sản phẩm. Toàn bộ thông tin ở trên này đều bằng tiếng Anh. Ở đây là hàng nội địa của hãng Natumed. Có ghi mã vạch của sản phẩm đấy ạ, 431. Một lọ này thì gồm 200 viên. Mỗi viên thì có hàm lượng là 360 mg omega. Đây chính là cái sự lựa chọn hoàn hảo để bù đắp lượng omega đầy đủ cho cơ thể, phù hợp với những người bị tim mạch, cao huyết áp hay là những người mà mắt kém thì nên sử dụng cái sản phẩm này. Về cái công dụng của sản phẩm này thì như thế nào? Thì omega 3 ấy, gồm các cái loại axit béo không no như là EPA, DHA và DPA là chủ yếu. Sản phẩm này có thể dùng được cho cả nam và nữ. Những cái công dụng chính mà cái viên omega 3 này mang lại như sau. Đầu tiên thì nó rất tốt cho tim mạch, những người bị bệnh cao huyết áp. Thứ hai nữa là nó giúp cho sáng mắt. Hiện nay thì mọi người dùng điện thoại, dùng máy tính nhiều ở văn phòng nên là cái việc ảnh hưởng đến thị giác, mắt kém là điều hiển nhiên. Vì vậy thì uống cái viên omega 3 này vào nó sẽ giúp cho là sáng mắt, tăng cường thị lực rất là tốt. Ngoài ra ấy, thì viên này nó giúp được kiểm soát cái lượng dầu ở trên da và ngăn ngừa lão hóa. Bên cạnh đó thì nó còn giúp là giảm mỡ trong gan. Những người hay gặp cái tình trạng là mất ngủ, khó ngủ thì sử dụng cái viên omega 3 này thì sẽ giúp cho cải thiện được cái giấc ngủ được tốt hơn. Về cái cách sử dụng cái sản phẩm này sao cho hiệu quả thì mọi người nhớ uống cho em một ngày là uống 2 viên và nên uống trưa 1 viên và tối 1 viên. Nhớ là uống là sau bữa ăn để cho cái omega 3 này nó được hấp thụ tốt nhất. Cần lưu ý gì khi bổ sung viên omega 3? Thì mọi người cần lưu ý rằng là nên uống đều đặn theo hướng dẫn sử dụng. Mọi người không được bổ sung quá liều. Ngoài ra ấy, thì bổ sung omega 3 này thì mọi người nên bổ sung món ăn là cá ở trong các bữa ăn. Một tuần thì nên ăn ít nhất là 2 bữa cá để cho cơ thể nó được hấp thụ những cái dưỡng chất omega tự nhiên được tốt nhất. Cái sản phẩm này rất là hot và nó rất là nổi tiếng ở Mỹ nên là Việt Nam này đang được mọi người sử dụng rất là nhiều. Và cái sản phẩm nó cầm trên tay đây là cái hàng chính hãng nên là mọi người yên tâm về cái chất lượng và giá thành của nó rất là hợp lý. Một số người băn khoăn là ngoài cái viên omega 3 này ra thì còn cái sản phẩm nó khác không? Thì để chăm sóc sức khỏe ấy, thì bên Hoa Beauty em thì có phân phối rất là nhiều những cái dòng sản phẩm khác cho cả nam và nữ. Được kể đến như sản phẩm cho nam thì có viên uống là Blackmore Multivitamin dành cho nam giới. Đây là hàng của Úc, rất là chất lượng. Ngoài ra cho nữ thì có những dòng sản phẩm khác như là Collagen Neo Cell, Super Collagen C+, một hộp này là 120 viên và ngoài ra thì còn hộp 250 viên. Thì em có làm chi tiết ở những cái video khác. Được kể đến tiếp theo, đấy là cái dòng Collagen Jutari 290 viên. Được rất là nhiều người tin tưởng sử dụng. Cái sản phẩm này phù hợp cho các chị ngoài 30 tuổi trở lên. Và không thể không kể đến, đấy là cái dòng sản phẩm cũng của Natumed là Vitamin E. Sản phẩm này 100 viên và có hàm lượng là 180 mg. Được rất là nhiều người tin tưởng sử dụng về cái chất lượng cũng như giá thành của sản phẩm. Ngoài ra thì cái sản phẩm tiếp theo là sản phẩm Blackmore, tinh chất dầu hoa anh thảo. Một hộp này là 190 viên. Hàng này là hàng nội địa của Úc. Chất lượng rất là tốt và được rất là nhiều người tin tưởng. Sản phẩm được kể đến nữa
là dòng vitamin E của Blackmore với hàm lượng của nó lên đến là 670mg vitamin E trên một viên, cao gấp 2 cho đến 3 lần vitamin E của Nga. Và sản phẩm này được chiết xuất từ tinh chất dầu hoa anh thảo nên là mọi người sử dụng, cả nam cả nữ đều sử dụng sản phẩm này được. Hàm lượng cao, chất lượng tốt và giá thành rất là hợp lý. Qua video vừa rồi thì em đã chia sẻ cho các chị về cái dòng sản phẩm Omega 3 của hãng Naturmate và một số những cái dòng sản phẩm mà được rất là nhiều chị em tin tưởng sử dụng. Mong rằng là chị em hiểu và lựa chọn cho mình được những sản phẩm tốt, chất lượng. Nếu mọi người cần tư vấn thêm về những cái dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp thì đừng quên liên hệ với Hoa Beauty theo số điện thoại 0985 229900, hoặc là mọi người có thể là truy cập vào website hoabeauty.vn để xem thêm những cái sản phẩm và các chương trình khuyến mãi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe video này. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.